À rồi, thì Huy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác. À, thì hôm nay em xin giới thiệu cho các bác cái mẫu cọc loa mà bên em mới về và những cái mẫu mà giáp chuyển đổi âm thanh đấy, từ quả chim này ra bắp chuối này. Đấy, thì hôm nay em xin giới thiệu cho các bác để cho tất cả các bác nào đang có nhu cầu đấy, về những cái dòng sản phẩm như thế này. Thì các bác thì alo trực tiếp cho em qua hai số điện thoại trên màn hình. Đấy, 0775 264 888 hoặc 0354 725 085 nha. Thì bên em sẽ ship hàng cho tất cả các bác. Đấy. Đó, thì không để mất thời gian của tất cả các bác nữa. Thì bây giờ em sẽ đi chi tiết về cái dòng sản phẩm như thế này cho tất cả các bác. Đấy. Trước tiên là em sẽ đi về những cái cọc loa mà những bộ giắc chuyển đổi nha. Thì trên tay em đang cầm đây là những cái bộ giắc chuyển đổi đây. Những bộ này thì giá nó bình dân này. Đấy, những cái bộ giắc chuyển đổi giá rất là bình dân nha. Đấy, cái này thì bình dân rồi, giá tốt cho tất cả các bác nha. Đấy, thì dây dẫn thì bên em đều được làm bằng những dòng dây bạc. Đấy, dây bạc xịn cho các bác này. Đấy, bên đầu trên này thì bên em đều bấm chấm thiếc hàn rồi. Đấy, bên em chấm thiếc hàn cho các bác. Đấy, khi chấm như thế này vào các bác sử dụng nó sẽ không bị đứt lõi đồng nha các bác. Đấy, những đất những lõi đồng mạ bạc như thế này nó sẽ không bị đứt đi. Đấy, tại vì các bác cứ xài đi xài lại nhiều. Ngày xưa em thấy rất là nhiều bác bảo là khi mua những cái đầu rắc mà người ta không có chấm cái thước hàn ở trên đầu như này á là sẽ bị đứt hết những cái lõi đồng, tại vì mình cứ sử dụng đi rồi nó lại vặn đi vặn lại á là nhiều lần là nó sẽ đứt hết nha các bác. Thì đây chính là trên tay em đang cầm đây là một bộ cọc loa như này. Đấy, một bộ cọc loa thì cái này nó cũng là rắc chuyển đổi này, từ mỏ chim này. Đấy, ra bắp chuối nha. Đấy, thì những cái này nha thì bên em đều có những cái rắc chuyển đổi từ mỏ chim này, ra bắp chuối này, hay là càng cua ra bắp chuối nha. Ví dụ càng cua thì bên em sẽ gắn một chiếc càng cua nhỏ trên đầu này nữa để phục vụ cho tất cả các bác. Đấy. Ví dụ nhà các bác nha đang sử dụng những cái đầu rắc mỏ chim, con loa này, con omni không cắm được bắp chuối chẳng hạn. Đấy, mà dây loa nha bác thì này là dây loa bắp chuối thì các bác có thể sử dụng những cái rắc chuyển đổi như thế này nha. Đấy, thì đây mình sẽ cắm một cái bắp chuối này vào này. Đấy, các bác cắm một cái bắp chuối lên đằng đầu này nha. Đấy, còn đầu này các bác có thể cắm omni này, cắm loa này, rất là tốt. Một cái bộ rắc chuyển đổi như thế này thì đây là cái bộ bình dân nhất bên em nha. Đây là cái bộ rẻ tiền nhất bên em rồi. Đấy. Giá thì em bán được các bác là 300 ngàn một bộ. Đấy, 4 chiếc như thế này. Đấy, 300 ngàn một bộ, 4 chiếc. Đấy, đây là bộ bình dân này. Đấy. Này, còn đây là bộ. Tiếp đến là những cái bộ này là cọc loa bãi của Đức nha. Đấy, thì đây là những cái cọc loa bãi của Đức này. Cọc loa bãi này thì em bán được các bác rất là nhiều rồi này. Các bác này. Đấy, nó chảy xước như này nha. Đấy, các bác nhìn đâu, nó chảy xước như này, rất là bình thường, nó là cọc bãi mà. Đấy, nó là cọc bãi rất là hiệu quả về những cái dòng đầu rắc như này. Đó. Thì cái đầu rắc như này thì bên em thi công nó lại là dây dẫn. Đấy, bên em thi công nó đều là những dòng đầu rắc tốt này. À, dây dẫn của nó cũng đều là dây dẫn của Van Den Hui. Đấy, dòng rất là cao cấp, nó là dòng dưa clear water. Đó. Thì thiếc hàn bên trong yên trong chấm này và trên chấm đầu như này thì đều được chấm bằng những cái thiếc cạc đắt của hãng, cực kỳ là cao cấp nha. Đấy, thì cái bộ này thì em đang bán cho các bác mức giá là 850 ngàn. Đấy, các bác nhìn cắm rút rất là êm ái nha, cắm rút rất là chặt này, các bác nhìn được cái nào cũng vậy, cắm rút rất là cắm cảm giác rất là khít nha các bác. Đấy, một bộ như thế này thì em đang bán cho các bác là 850 ngàn nha. Bộ này thì bộ này tầm trung cho tất cả các bác. Đấy. Đấy, còn những bác nào ví dụ như đây này, dàn cho bác nào mà đang sử dụng cầu dạng như âm đi cỏ á. Đấy, các bác sử dụng những con âm đi cỏ thì đây, đây chính là một trong những lựa chọn cho các bác này. Đấy, càng cua. Đấy, nhìn này. Đấy, càng cua ra bắp chuối, đầu này là đầu càng cua, các bác cắm vào những con âm đi cỏ. Đấy, hoặc là những con loa cỏ. Đấy, còn đầu này nó sẽ ra bắp chuối cho các bác cắm dây loa nha các bác. Đấy, cắm dây loa hoặc các bác cũng thể cắm càng cua luôn. Đấy, các bác nhìn. Đấy, cái này là cắm là bắp chuối này, chỗ này các bác cắm càng cua này. Đấy, rất là tiện cho các bác. Bộ này là 850 ngàn nha. Đấy. Rồi. Tiếp đến là cái loại cuối cùng là loại của Mỹ này. Ừ. Cái này là hàng của Mỹ nha. Cọc loa cực kỳ là cao cấp. Đấy. Rất là cao cấp. Đấy. Thì cái dòng này thì em đang có cọc rời và cọc đã thi công nha. Cái dòng này thì em có cả cọc rời, cọc đã thi công. Thì cọc rời thì em vẫn đang bán cho các bác mức giá là bộ này nha, một bộ 4 chiếc là 1.800.000 nha. 1.800.000 một bộ 4 chiếc. Loại này là loại cực kỳ là cao cấp rồi nha.
Đấy, thì bây giờ đây em sẽ quay cái cọc rời của nó đây. Đây là những chiếc cọc rời của nó này. Đấy. Cọc rời của nó là sẽ như này nha các bác. Các bác nhìn nào. Cọc rời này, chân của nó đều được mạ vàng công nghiệp. Này các bác nhìn. Những cái dòng này thì cực kỳ là cao cấp rồi. Đấy, các bác nhìn nha. Em cắm này, cắm bắp chuối này. Đấy. Rất là êm ái. Đây, cái bộ này của nó này. Thì cái cọc rời như thế này nha. Đấy, cọc rời như này thì em đang bán cho các bác mức giá này. À, cọc rời như này một bộ 4 chiếc nha. Một bộ 4 chiếc như này thì em đang bán cho các bác là 1.400.000. 1.400.000 4 chiếc cọc loa cao cấp như thế này. Thì những cái cọc loa này các bác có thể thay thế những con âm đi con loa của bác thì cái chuyện rất bình thường. Đấy, thì các bác nên chơi những cái cọc loa xịn như thế này. Đấy, các bác nhìn nào. Một bộ 4 chiếc. Đấy. Giá của nó là 350.000 một chiếc nha các bác. Còn cái cọc bãi của Đức này thì hiện tại là bên em không còn rắc rời nữa rồi. Bên em chỉ còn bên em chỉ thi công hết rồi cho các bác. Hết rồi. Sau đợt này nữa là không còn hàng những loại này nha. Đấy. Còn loại này thì giá em báo các bác rồi. Đấy, cực kỳ là tốt nha. 350.000 một chiếc. Cọc này cọc của Mỹ, rất là xịn. Đấy. Rồi. Thì hôm nay thì bên em giới thiệu các bác một cái phụ kiện âm thanh chuyển đổi âm thanh như này thì bác nào đang có nhu cầu các bác alo thì em ship hàng cho các bác nha, giá thì cũng rất là tốt rồi đấy. Rồi thì Vi Cường Audio cũng xin kính chào, hẹn gặp lại tất cả các bác. Thì trước khi dừng video các bác nhớ đăng ký kênh đấy, để được theo dõi những clip thường xuyên bên em nha. Rồi thì xin kính chào, hẹn gặp lại tất cả các bác ạ.